Cà phê thơm quá ba ơi, cho con thử miếng nha. Không được, con còn nhỏ, uống cà phê không có tốt. Con vô lấy sữa uống đi. Cà phê không tốt mà ngày nào ba cũng uống hết trơn. Mình không tin, mình muốn uống cà phê. Thèm thì uống, dễ ẹt. Cho bạn mượn vật này nè. Mình thèm cà phê chứ có thiếu ống hút đâu cho cô. Đây là ống hút từ xa mà ở hành tinh xanh. Chúng mình dùng nó để hút nước, tưới cho những cây cối mọc ở nơi có địa hình hiểm trở. Hay quá. Nghĩa là chỉ cần có ống hút này, cho dù mình đang ở đâu thì vẫn có thể uống cà phê của ba, có phải không? Chính xác, bạn thử đi. À, hay quá ạ. Có ống hút từ xa, mình sẽ uống hết cà phê của ba luôn. Ủa, bạn sao vậy chú cô? Sao tự dưng mình thấy chóng mặt quá. Tim của mình sao đập nhanh quá. Tự nhiên mình thấy lo quá chú cô ơi. Hên quá, chỉ là ảo giác thôi. Mình không sao hết. Mình mệt quá chú cô ơi. Tay chân bụng rỗng. Bạn mở cửa giúp mình với. Để mình mở cửa cho. Ủa, cửa mở làm sao? Mình quên mất rồi. Lạ thật, sao nửa đêm rồi mà mình vẫn không buồn ngủ. Kê mà, chị uống sữa nè con. Ôi trời ơi, mắt của con sao thâm quầng như là gấu trúc hết vậy nè. Mẹ ơi, cả đêm qua con không ngủ được chút nào. Con mệt quá à. Cho cô kể hết với ba rồi. Có phải hôm qua con đã lén uống hết ly cà phê đen của ba không? Dạ ba. Trời ơi, con có biết là trong cà phê chứa rất nhiều caffeine. Trẻ em uống vào sẽ rất dễ bị say, gây mất ngủ nè, hoa mắt, chóng mặt, không tốt cho sức khỏe đâu. Con xin lỗi, con không dám uống trộm cà phê của ba nữa. Tuổi của con, uống sữa là tốt nhất, hiểu chưa? Dạ, ba mẹ. Ba mẹ nói đúng đó kèm. Hôm qua uống chút cà phê mà mình cũng bị chóng mặt đến chập mạch luôn. Ê, vậy các bạn chia nhau tìm giúp mình nha. Ừ. Tìm khắp nơi rồi mà không có. Chú cô, bạn có bảo bối nào tìm kho báu cho nhanh hơn được không? Có ngay. Mũi tên kho báu. Trời, sao bạn có bảo bối mà không lấy ra cho nhanh? Làm nãy giờ tụi mình tìm muốn đuối luôn. Thì mấy bạn có hỏi đâu. Chứ lại đi tìm kho báu mà dễ dàng quá, mất vui. Trời. Cứ đi. Hoặc là ba. Ê, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại, còn hai lần. Nè, mật mã không đúng. Vui lòng thử lại, còn một lần. Sao đều không đúng vậy táo? Chỉ còn một lần nữa thôi. À, hay là bạn thử ngày sinh nhật của bạn đi táo. Mật mã chính xác. Quang hô, mở được rồi. Ai đang lấy kho báu kìa? Lấy được kho báu mà không tốn chút sức nào. Mình giỏi quá ta. Lại là bọn chúng. Mũi tên kho báu đuổi theo. Chúng kìa, trả lại kho báu cho ta. À,
ngốc nghếch này. Không biết kho báu có gì ta, hồi hộp quá. Biết con ở nhà một mình sẽ chán nên ba mẹ nghĩ ra trò này để con được vui vẻ. Với lại ba mẹ muốn con hiểu con chính là kho báu quý giá nhất của ba mẹ đó. Ba mẹ cũng là kho báu của con. Con yêu ba mẹ. Em sao vậy xúc xích? Sao lại bỏ ăn? Hay là xúc xích bị bệnh rồi? Mình dẫn xúc xích đi khám rồi. Bác sĩ thú y nói xúc xích không bị bệnh gì hết. Khó rồi nha. Xúc xích, em không khỏe ở đâu? Nói cho anh chị nghe đi. Bạn quan tưởng hả Kem? Chó làm sao biết nói chuyện? À, đúng rồi. Mình còn giữ một lọ nước thần kỳ nè. Có nó xúc xích sẽ nói được tiếng người. Thật sao chú cô? Ở hành tinh xanh, mỗi khi cây cỏ hay động vật bị bệnh, tụi mình sẽ dùng lọ nước này để hiểu chúng muốn gì và chữa trị đúng cách. Chị Táo, em không bị bệnh gì hết. Em chỉ muốn được dẫn đi dạo. Wow, xúc xích biết nói chuyện rồi. Tiếc quá à. Vậy giờ chị sẽ dẫn em đi dạo liền nha. Xúc xích ơi, em làm chị quê quá à. Ủa, Sơn nè. Anh ăn xong rồi, cho em Sơn nè. Dạ không có. Sao con người có thích đi vệ sinh trong phòng kinh vậy ta? Đi vệ sinh ngoài trời vậy chả sướng hơn sao? Mệt quá. Chị thử tè ở đây đi tao. Con cái nhà ai mà đòi tè bậy ngoài đường, thật là thiếu ý thức mà. Dạ không phải con, là con chó của con. Xúc xích ơi là xúc xích. Sao? Bạn không muốn xúc xích nói được tiếng người nữa à? Không, mình thích xúc xích của lúc trước hơn. Lâu rồi mình chưa có nghe xúc xích sủa. Mình nhớ lắm. Mình cũng muốn lấy lại tiếng sủa như xưa. Ồ chán quá. Không có việc gì để làm hết ta. Bạn ở nhà chơi suốt mà còn chán gì nữa. Mình ngày nào cũng phải đi học mới chán nè. Bạn và mình đổi cho nhau đi. Bạn biến thành mình đi học, còn mình sẽ biến thành bạn ở nhà để cho mẹ khỏi nghi ngờ. Làm vậy có được không Kem? Được mà, bạn thử một ngày thôi là chán liền. Được rồi, mình có bảo bối này hay lắm. Các em có biết vì sao môi trường bị ô nhiễm không? Khôi, trả lời đi em. Ha, dạ thưa cô, ô nhiễm môi trường do con người xả rác, dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, xả nước thải chưa qua xử lý. Khói bụi từ xe cộ, nhà máy, tiếng ồn cũng gây ra ô nhiễm môi trường nữa. Hôm nay em hăng hái phát biểu mà còn trả lời đúng nữa. Các bạn vỗ tay khen bạn Khôi nào. Giỏi quá, bạn Khôi giỏi quá. Giỏi thiệt. Đi học, được học nhiều điều bổ ích vậy mà Kem kêu chán. Đi học có nhiều bạn để chơi, vui quá đi. Chán ghê, đi chơi cho đỡ chán vậy. Hôm nay tụi tao sẽ bắt mày về cho nữ hoàng.
Mình không biết sử dụng bảo bối của Choco, phải làm sao đây? Ê, con bướm kìa. Những lúc như vậy, chạy trốn là hay nhất. Đi học vui quá, đi học vui ghê, vui không chỗ nào chê. Ủa, có việc gì mà bạn chạy bốc thối luôn vậy? Mình bị tụi bọ khỉ dí bắt, rồi còn bị tụi mèo quan dí đánh nữa. Sao bạn không ở trong nhà? Ra ngoài đường nguy hiểm lắm. Nhưng ở nhà chán lắm. Bạn biến mình trở lại thành kem đi, mình muốn đi học. Mình không quay về làm Choco nữa đâu, mình thích đi học thôi. Bạn cho mình đi học tiếp đi. Không được, mình muốn trở lại là kem. Bạn là Choco tiếp đi, bạn không thích đi học mà. Ủa, rốt cuộc ai là kem, ai là Choco? Tại sao hai đứa lại dám đổi cho nhau vậy hả? Tại con muốn đi học nên đã quán đổi với kem đó mẹ. Còn con, vì lười đi học nên để Choco đi học thay có đúng không? Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn đổi với Choco một ngày thôi. Kem được đi học mà lười biếng, trong khi Choco không được đi học thì rất thích đi học. Mẹ không cho phép Kem và Choco quán đổi như vậy nữa. Còn Choco, con không thể đến lớp như các bạn nhỏ ở trái đất này được. Nếu con muốn đến trường thì con có thể biến thành một chú gấu bông nhỏ chui vào cái cặp theo Kem đến lớp nha. Còn Kem, con phải đi học chăm chỉ để Choco đến trường cùng con đó. Rồi tối về dạy lại bài học mới cho Choco nha. Dạ mẹ. Một bữa cơm ngon miệng thì làm sao mà thiếu được nước tương của mình đây. Kem à, con ăn ít nước tương thôi, ăn mặn quá không có tốt cho thận đâu. Nhưng ngon mà mẹ, con thích ăn nước tương lắm á. Con thích ăn không có nghĩa là được ăn nhiều. Gia vị nào cũng vậy, ăn nhiều quá đều không tốt cho sức khỏe. Quá mặn nè, quá ngọt, quá cay hay là quá lạnh đều không tốt hết á. Dạ con biết rồi. Ây, ây, cay mắt quá đi. Dính tường ớt vào mặt mình rồi nè Kem. Kem, mẹ mới nhắc con xong mà. Con đã xịt nước tương nhiều như vậy rồi, còn thêm cả tương ớt nữa là sao? Cay quá, làm sao đây? Phải đi uống nước mới được. Uống nước nhiều quá, bây giờ mình no quá, không thở nổi luôn. Tại bạn không nghe lời mẹ đó. Thì mình lỡ tay chứ bộ. Để mình nghĩ cách giúp bạn không ăn quá nhiều gia vị nữa. Mấy phân loại thực vật ở hành tinh xanh sẽ giúp được bạn đó. Mấy phân loại thực vật thì có ích gì với gia vị chứ? Mình sẽ sửa nó thành chiếc máy cảnh báo gia vị cho bạn. Gia vị cũng được làm từ thực vật mà. Nước tương được làm từ đậu nành nè. Tương ớt thì từ quả ớt. Tương cà thì từ quả cà chua đó. Wow, hay quá vậy. Bạn thử xịt nước tương vào chén cơm đi. Máy cảnh báo sẽ phát sáng màu xanh lá, quét qua chén cơm của bạn. Khi xịt qua nhiều thì máy phát ra màu đỏ cùng tiếng kêu. Sao bạn lại cài chuông cảnh báo là chuông báo thức vậy? Vì mình biết bạn sợ tiếng chuông báo thức dậy đi học, nên mình cài để bạn sợ khỏi ăn nhiều gia vị đó. Mỗi ngày nghe một lần vào buổi sáng là mình sợ lắm rồi. Nhưng có cái máy này là mình yên tâm rồi. Cứ thoải mái bỏ gia vị đến khi máy cảnh báo là ngừng, không sợ bị mẹ la nữa. Nè, mấy mẹ con mình ăn cơm thôi, ba tụi con sẽ về trễ đó. Con mời mẹ ăn cơm.
Chà, kem giỏi quá ta. Không xịt nhiều nước tương nữa. Hình như mình múc hơi nhiều nước mắm rồi. Mà chắc không sao, vì nếu vượt quá mức là máy đã báo rồi. Trời mặn quá. Mấy cô bạn làm sao vậy? Nó không cảnh báo là mình chan nước mắm quá trời luôn. À, mình quên mất. Nước mắm thì được làm từ cá, chứ không phải thực vật. Máy này chỉ cảnh báo được những thứ làm từ thực vật thôi. Vậy mà mẹ tưởng con nghe lời mẹ dặn. Hai đứa lại bày trò qua mặt mẹ phải không? Mẹ ơi, mẹ đừng có giận Choco. Choco chỉ muốn tốt cho con thôi. Tại con ỷ y vô máy cảnh báo gia vị mà không tự điều chỉnh. Con sẽ tìm hiểu các loại gia vị tốt cho sức khỏe và ăn điều độ, cân bằng những loại gia vị theo lời của mẹ dặn. Thôi được rồi, con phải chú ý đó. Hai đứa ăn cơm tiếp đi. Nhưng bây giờ con uống nước no quá rồi, làm sao ăn được nữa đây? Vậy thì bạn ngồi nhìn mẹ và mình ăn thôi. Các em còn 10 phút nữa. Không kịp rồi, mình thua mất. Mình là Choco nè. Sao vậy Kem? Bạn phải tập trung chứ, sắp hết giờ rồi kìa. Choco ạ, mừng quá, bạn giúp mình với, mình cần thêm thời gian. Thời gian à? Mình có cách này, nhưng hơi khó. Khó mới nhờ tới bạn chứ. Thôi được, bạn bình tĩnh đợi mình nha. Choco, bạn quay trở lại rồi. Đây là lọ đựng thời gian. Bạn sẽ có thêm một tiếng đồng hồ, trong khi thời gian của những người khác vẫn không đổi. Wow. Ủa, mọi người sao bị bất động như tượng vậy? Vì bạn đang còn nhiều thời gian hơn người khác mà. Khi bạn dùng hết thời gian được thêm này, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Mình sẽ giải thích sau. Bạn tập trung vẽ đi. Được, vậy mình vẽ đây. Cảm ơn Choco. Hết giờ. Cùng ngắm nhìn những bức tranh xuất sắc của các em họa sĩ nhí trường của chúng ta nào. Wow, không ngờ chỉ trong 10 phút cuối mà em Hoàng Khôi đã tức tốc hoàn thành được bức tranh chủ đề gia đình rất xuất sắc. Hoàng Khôi Kem, giỏi quá. Giỏi quá, đẹp quá. Chuyện khi nãy là sao vậy chú cô? Mình phải mạo hiểm tới tận núi thời gian để trộm thời gian cho bạn đó. Ồ, thiệt hả? Mình sẽ dùng đồng hồ xuyên không này để đến núi thời gian thiệt nhanh mới được. Vị thần giữ thời gian kia rồi, phải tranh thủ lúc ông ấy ngủ lấy chiếc lọ thời gian mới được. Lấy được rồi, bây giờ thì về thôi. Hoa. Nguy hiểm quá à. Nếu bị thần giữ thời gian bắt được thì sao hả chú cô? Mình cũng không biết nữa. Nghe nói ông ta rất hung dữ và lợi hại. Mình không muốn quay lại đó nữa đâu. Bạn yên tâm, mình hứa lần sau nhất định sẽ tập trung và dễ kịp giờ quy định. Ta phải tìm đến núi thời gian một chuyến để lấy khách thêm vài trăm năm nữa mới được. Có thời gian rồi, sợ gì mà không thu tóm được cả vũ trụ. Chú cô, mình cần thêm thời gian.
Nhưng bạn đã hứa là sẽ hoàn thành bức tranh đúng thời gian mà. Mình không còn lỡ thời gian nào hết. Thì bạn tí nối thời gian lấy thêm là được mà. Chú cô ơi, hãy giúp mình đi mà. Cuộc thi này là mơ ước của mình đó. Nhưng lỡ như... Thôi được rồi, bạn đợi mình chút nha. Ngươi thật to gan, dám đến đây ăn cắp thời gian của ta. Đừng hòng thoát khỏi đây. Chú cô ơi, bạn đâu rồi? Hết giờ, các em ngừng vẽ nào. Bức tranh của em Hoàng Khôi vẫn chưa hoàn thành, nên cô rất tiếc em đã bị loại khỏi cuộc thi. Các em đều có thời gian giống như nhau, lần sau em cần cố gắng quản lý thời gian tốt hơn nha Hoàng Khôi. Đúng là không nên ỷ lại vào chú cô. Lẽ ra mình phải tự kiểm soát thời gian tốt hơn. Nhưng sao giờ vẫn chưa thấy chú cô quay lại? Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy không? Chú cô ơi, bạn đang ở đâu? Chú cô! Kim, bạn đừng buồn. Năm nào trường cũng tổ chức cuộc thi vẽ mà. Đúng đó Kim, thua keo này thì mình bày keo khác. Mạnh mẽ lên nào. Mình biết, nhưng mình không có thấy chú cô đâu hết. Mình lo cho bạn ấy quá à. Chú cô bị gì vậy Kim? Là lỗi tại mình. Vì mình đã bắt chú cô tới núi thời gian để trộm thêm thời gian cho mình vẽ tranh. Mình hối hận quá à. Có khi nào chú cô bị nhốt mãi mãi ở núi thời gian không? Ê, thả tôi ra, xin ông đó. Thả ngươi à? Được thôi. Dù gì một mình ta canh giữ thời gian ở đây hàng trăm vạn năm qua cũng muộn. Ngươi chịu ở đây với ta thì ta sẽ thả ngươi ra. Không, hãy cho tôi trở về. Xin hãy thả tôi ra. Thời gian ở đây nhiều lắm. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Ta đi ngủ trưa đây. Mấy bạn coi nè, tọa độ của đồng hồ xuyên không vẫn đang chỉ ở núi thời gian. Mình phải đi cứu bạn ấy mới được. Chú cô, mình đến đây. Nhanh lên, đuổi theo chúng nó. Ủa, tôm, táo, các bạn mau về đi, nguy hiểm lắm. Không, mình là bạn của nhau mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ. Nhìn kìa, mình nhớ cho cô kể, thần giữ thời gian là một ông lão. Chắc đó là thần giữ thời gian, đừng để ông ta phát hiện nha. Mình mau đi tìm cho cô nào. Bộ khỉ, nhanh tay lên, hãy hết lọ đựng thời gian cho ta rồi chuồn lẹ đi. Chuồn đi đâu vậy? Hỏi thừa quá. Thì đi về nghĩ cách tiêu diệt vũ trụ chứ đi đâu nữa. Bị phát hiện rồi. Hả? Nguy rồi. Sao giờ lại có bọn hành tinh bóng đêm ở đây chứ? 1, 2, 3, 4, 5. Năm kẻ to gan các ngươi tới đây trộm thời gian của ta phải không? Dạ không có, con chỉ muốn tìm chú cô thôi. Thì ông có nhiều thời gian vậy, cho chúng tôi xíu xíu có sao đâu. Nhiệm vụ của ta là canh giữ thời gian để mọi thứ diễn ra đúng quy luật của vũ trụ. Các ngươi dám đến phá rối thì nhất định phải bị trừng trị. Ah!
gan của ta đã cầm trên tay con đến thuộc mất, thật là tức vỡ đi mà. Các ngươi không thoát khỏi ta đâu. À, mình có cách rồi. Nữ hoàng, bỏ khỉ, hai người hãy ở lại đây giữ chân thần thời gian trước đi. Nữ hoàng, người đừng tin chúng, lỡ chúng bỏ trốn mất thì sao? Hết cách rồi, đành điều một phen. Ba người chạy đi đâu? Nữ hoàng, bỏ khỉ, tránh sang bên phải. Tụi con xin lỗi thần thời gian. Các người đợi đó. Thôi, Choco, cuối cùng tụi mình cũng tìm được bạn rồi. Kem, táo, tôm, mình cứ tưởng là sẽ không được gặp lại các bạn nữa chứ. Hả? Ủa, bọn hành tinh bóng đêm, chúng có làm gì các bạn không? Trời ơi, bị nhốt trong đó không ra được mà còn nhiều chuyện nữa kìa. Kính này làm bằng chất liệu vô cùng chắc, mình không phá được. Nữ hoàng, bỏ khỉ, hai người giúp Choco với. Có Choco giúp sức thì chúng ta mới trở về trái đất được. Chúng nói cũng có lý. Bỏ khỉ, một, hai, ba. Đúng rồi, đúng rồi. Về nhà thôi. Mình ngồi đây vẽ tranh nha. Ở đây sẽ nhìn thấy hoàng hôn rõ nhất. Mình chơi cái khác đi. Vẽ tranh có gì đâu mà thú vị chứ. Tại cậu không thích vẽ tranh thôi. Quanh đây rất rộng, cậu cứ đi chơi cho thoải mái. Lỡ mọi người bảo vệ trước thì sao? Rồi lỡ mình đi một mình gặp nguy hiểm thì làm sao các bạn biết mà đến giúp mình? Đi. Bộ loa không khoảng cách. Cậu cầm cái này đi. Chỉ cần nói vào đây, dù cậu có ở xa đến cỡ nào thì tụi mình vẫn nghe được. Báo cáo, tôi đang trong quá trình theo dõi kẻ thù. Hết. Thì ra bạn ấy đang chơi đóng vai. Báo cáo, tôi phát hiện một kẻ tình nghi. Có một con chó đang tha chiếc giày. Để mình nghe cho. Không yên để vẽ tranh nữa. Chắc tôm lại chơi thám hiểm rồi. Báo cáo, tôi phát hiện con chó bắt đầu trốn chiếc giày, hành tung vô cùng khả nghi. Trời ơi, tôm ơi là tôm, thật là phiền phức. Báo cáo, con chó đã đánh hơi được điều gì đó. Tôi sẽ theo dõi thêm. Báo cáo, không thấy tung tích con chó đâu. Báo cáo, báo cáo. Ai vậy ta? Có phải ngươi là bạn của Choco kia không? Ngươi đến đây làm gì chứ? Bọn ta sẽ bắt ngươi làm con tin, để tên Choco phải nghe theo bọn ta. Các cậu ơi, nữ hoàng tới, cứu mình. Làm ơn, tha cho ta. Người dám bắt nạt em của ta sao? Ngươi thật là xấu xí. Đồ xấu xa. Hãy xem sức mạnh của bọn ta đây. Hãy đợi đó, ta sẽ quay lại. Tại sao mọi người không nghe máy của mình? Mình sợ lắm. Chị xin lỗi, nhưng ban đầu vì em gọi nhiều quá, mọi người chủ quan, nghĩ là em làm phiền,
đến khi em cần sự giúp đỡ thì không còn ai tin em nữa. Đúng rồi đó, tụi mình không nên làm phiền người khác khi không cần thiết. Làm vậy sẽ không tốt cho người khác và bản thân mình. Đúng rồi đó. Ta đã thành công. Bỏ khí đâu? Ây dạ, có thật. Nhà ngươi đem vi mạch này dán vào một trong những đứa bạn của Choco rồi bắt nó về đây cho ta. Ờ, cái này là cái gì vậy thưa nữ hoàng? Đây là vi mạch mô phỏng. Ngươi chỉ cần dán vào người kia là ngươi có thể điều khiển mọi hành vi của kẻ đó. Nè, hãy xem đây. Nữ hoàng thật là thiên tài. Còn không mau đi bắt Choco về đây cho ta. Tuân lệnh. Dán vào ai bây giờ ta? Cái tên to con dữ dằn kia được đó. Đưa bánh đây. Hôm qua thi đấu bóng rổ, dám chơi xấu mà nè. Nhưng mình xin lỗi rồi, mình đâu cố ý. Khỏi xin lỗi, lần sau còn lộn xộn là mình cho ăn đòn. Bạn chờ đó, mai mình mét cô. Lại đi bắt nạt bạn bè đó hả? Về nhà ngay, mai lên trường xin lỗi bạn. Không, đi qua nhà kem. Em dám xô chị hả Tom? Tom, đứng lại. Ủa Tom, bọn mình đang định ra công viên chơi nè, bạn đi không? Choco đâu? Ở trong nhà á. Choco muốn xem múa rối nước nên không có đi. Giúp mình tí đi, cái chống chân này cứng quá à. Bạn làm cái gì vậy? Xe mẹ mới mua cho mình. Tôm có đây không kem? Tôm cũng vừa chạy vào nhà rồi. Hôm nay sao ai cũng kỳ lạ hết vậy ta? Tôm đã hư xe đạp mới của em rồi. Thả mình ra. Tôm, đứng lại. Cứu mình rồi. Cái gì sau lưng Tôm thế kia? Chú cô, mau gỡ miếng dán sau gáy Tôm. Hay lắm, vừa kịp lúc ta bắt được cho cô. Ngươi đã làm gì Tôm? Ngươi đã điều khiển em ta thành con rối. Sao ngươi biết? Ta cứ tưởng bình thường hắn hay bắt nạt bạn bè thì điều khiển hắn sẽ không ai nhận ra chứ. Nhưng biết thì muốn rồi. Ta đã bắt được cho cô, không tốn hơi sức nào. Mà đến, bắt lấy bạn điều khiển kia. Dám điều khiển ta sao? Cảm ơn các bạn đã cứu mình. May mà có chị May phát hiện ra điều bất thường của Tom á. Em thấy chưa? Vì tật hay bắt nạt bạn bè nên mới bị kẻ xấu lợi dụng đó. Em biết lỗi rồi. Lần sau em sẽ bớt hung dữ lại. Vậy bạn sẽ bảo vệ mình chứ không ăn hiếp mình nữa, có đúng không? Em giỡn mà chị. Nhưng mà Choco, còn miếng dán kia đâu rồi? Ở trên người bỏ khỉ rồi. Một tí, ta ra lệnh cho ngươi đứng lại. Trâu ơi, ta bao trâu này, trâu ra đồng ruộng, trâu cày dây ta.
ngoại ơi, con cũng muốn được cưỡi trâu như em Bông. Được chứ, trâu vốn là bạn của nông dân, là loài vật vô cùng hiền lành mà con. Anh Kem muốn cưỡi trâu không? Dễ ợt à, để em chỉ anh cho. Cần gì chỉ, ngoại nói trâu hiền khô à, anh cứ leo lên là được chứ gì. Kem, từ từ đã. Cẩn thận nghe Kem. Bông cưỡi trâu được thì con cũng cưỡi được. Đơn giản mà. Ngoại, nhìn con nè. Chô cô, thấy mình cưỡi trâu giỏi không? Dừng lại, đi dừng lại mau. Anh Kem, anh đừng giật sợi dây mạnh quá, trâu bị đau đó. May mà mình tới kịp. Hả? Chạy mau đi. Con trâu này hung dữ quá vậy. À, ngoại ơi. Ngoại ơi, cứu con. Trâu ngoan của bà, bình tĩnh nào. Anh Kem, cho con. Mọi người không bị đau ở đâu chứ? Không sao, nhưng mà anh sợ quá. Xém chút nữa là tụi anh bị trâu hút luôn rồi. Mình đã bảo bạn từ từ mà không chịu nghe. Trâu dữ như vậy mà sao ngoại lại nói hiền chứ? Nó lại muốn hút mình nè. Đáng sợ quá. Vậy là hai con chưa biết rồi. Trâu không hề đáng sợ. Bởi từ xưa tới nay, trâu vốn là bạn hiền của nông dân. Ông bà ta có câu: cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà hoảng công. Trâu lúc nào cũng đồng cam cộng khổ với người nông dân để cày bừa ngoài đồng, cho ra những hạt lúa quý giá. Dạ con hiểu rồi, nhưng phải cưỡi trâu sao mới đúng vậy ngoại? Thì anh phải vuốt ve trâu, leo lên trâu nhẹ nhàng và đừng kéo dây mạnh quá, kẻo làm đau trâu. Chỉ cần con tôn trọng, đối xử nhẹ nhàng với trâu như một người bạn, thì trâu cũng sẽ coi con là bạn. Con thử lại đi. Ủa, trâu đâu rồi? Trâu đâu rồi? Nữ hoàng bóng bậy, mau trả trâu lại cho ngoại ta. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu mau đi về hành tinh bóng đêm với ta nha. Ủa, mình đem con trâu này về chi vậy nữ hoàng? Ngươi không nghe bà già kia nói, trâu là bạn của chúng à. Mình bắt bạn chúng về để đổi lấy cho cô chứ chi. Bỏ khỉ, con trâu này dữ quá, ngươi mau nghĩ cách gì đi. Thần chồng mặt mà nữ hoàng ơi. Quang Hương, Quang Hương, trâu đã về với mình rồi ngoại ơi. Trâu đã về với mình rồi ngoại ơi. Ơi, ta bảo trâu này, trâu ra đồng ruộng, trâu cày với ta. Hôm nay ba lại về muộn, tội mẹ quá. Ba thiệt là vô tâm. Mình muốn mẹ được hạnh phúc, ước gì mình có thể đổi ba mới ha. Hơi, lại nữa rồi. Mỗi lần có chuyện gì giận ba là bạn lại đổi ba mới. Đổi cũng được, chỉ cần quay lại quá khứ và để mẹ cưới người khác là được. Thiệt vậy hả? Vậy bạn mau giúp mình trở về 10 năm trước đi. Mình muốn đổi ba khác. Nhưng có khi đổi xong bạn lại hối hận hơn đó. Không đâu, mau giúp mình đi mà chú cô. Được thôi, là bạn năn nỉ mình đó nha. Đồng hồ. Anh dám đùa giỡn với tôi vậy sao?
xem mẹ có hạnh phúc không. Mẹ ơi, con về rồi nè. Con là ai? Sao con tới nhà cô? Ủa mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là Kem, con trai của mẹ. Con nữa. Con là ai? Sao gọi chú là ba? Ba, ba cũng không nhận ra con sao? Ai vậy ba? Ba không biết nữa. Chắc bạn ấy lạc đường. Sao ba mẹ đều có con mới? Vậy rốt cuộc mình là con ai? May quá, chỉ là giấc mơ thôi. Mới chỉ là mơ mà bạn đã sợ toát mồ hôi rồi. Giấc mơ vừa rồi là do bạn tạo ra đúng không chú cô? Bạn cứ lải nhải đồ đổi ba miết, nên mình mới nhờ đến bảo bối nón điều khiển giấc mơ thôi. Xin lỗi em, dạo này công ty anh nhiều việc quá, nên anh phải ở lại tăng ca. Sao em không ngủ trước đi? Em đợi anh được mà. Anh đi làm có mệt lắm không? Không sao, vài bữa xong dự án này anh sẽ có khoản thưởng nhỏ. Cả nhà mình tổ chức du lịch một chuyến nha. Năm nay Kem cũng chưa được đi chơi đâu. Bạn thấy chưa, ba về trễ vì nhiều việc, chứ có phải đi chơi đâu mà bạn giận ba. Mình sai rồi, ba mẹ vất vả đi làm đều vì lo nghĩ cho mình. Mình không nên giận vô lý như vậy nữa. Vậy giờ bạn còn đòi giận ba nữa không? Kem, sao giờ này con còn chưa ngủ? Con thức đợi ba mà. Ba yên tâm, con không đòi đổi ba nữa đâu. Con thương ba mẹ nhất trên đời. Hả? Chắc lại có trò gì nữa rồi, đúng không? Nước nè con. Ngoại có nước ngọt không? Con thèm nước ngọt có ga, uống mới đã. Thèm nước ngọt à? Vậy để ngoại chặt trái dừa cho con uống nha. Mấy đứa thì theo ngoại. Chán về quê ghê á, nước ngọt mà cũng không có để uống. Nước dừa mới ngon hơn nhiều chứ anh Kem. Anh uống là ghiền luôn á. Chắc nhiêu đây là đủ rồi hen. Bọ khỉ, ta đếm từ 1 đến 3, người phải bắt trúng cho cô nghe chưa? 1 2 Ủa nữ hoàng ơi, cứu thần! Con có con gì nhìn ghê quá, bò lên chân thần. Hả? Bọn hành tinh bóng đêm, mọi người cẩn thận. Ta còn chưa đếm xong mà ngươi đã làm loạn rồi. Thiệt là vô dụng à. Để ta ra tay. Ê dạ, ai? Chèn đét bay, dám vào giường phá bà, còn dám đánh cháu bà nữa. Rồi bà làm gì bọn ta? Thì bà cho mấy đứa ăn chổi chứ sao? Vô lý gì vậy? Đau quá. Đau quá. Để ta coi bà còn vũ khí gì nữa. À, đau quá nữ hoàng ơi. Khi ta lỡ tay chút thôi mà. Mọi người mau trốn sau góc dừa đi. Con sợ quá ngoại. Giờ mình phải làm sao? Các ngươi sợ rồi phải không? Giao cho cô ra đây, rồi bọn ta sẽ tha cho. Bọn chúng có dao kìa. Mình phải có vũ khí gì thì mới thắng được chứ. Mình dùng lá dừa làm vũ khí được không ngoại? Lá dừa mềm eo, sao mà đánh lại bọn xấu được chứ? Ý của bông hay đó. Mình có cách này. Bình xịt làm cứng. Mọi người mau hái lá dừa lại cho mình. Ta có vũ khí rồi. Tốt quá. Hehehehe
nghĩ sao mà cầm cái lá đó đánh với bọn ta vậy hả Choco? Khinh thường bọn ta quá rồi đó. Đau. Lá gì mà bắt thương dao của mình luôn vậy nữa ngoài. Tổng tấn công. Giờ sao đây nữa ngoài? Trời ơi thì chạy chứ sao, nhanh. Thắng rồi. Wow, ngọt quá. Nè, nước dừa không chỉ ngọt mà còn có nhiều vitamin rất tốt cho sức khỏe nữa. Con có thể ăn cơm dừa rất thơm béo. Chưa hết đâu nghe. Từ cây dừa, người ta có thể làm ra kẹo dừa nè, mứt dừa, chổi dừa hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nữa đó. Ồ, dừa miền Tây không chỉ ngon mà còn hữu dụng quá ngoại ha. Hèn gì, dừa chính là đặc sản của quê mình. Anh thấy chưa, em nói anh uống dừa là ghiền liền mà. Nước dừa miền Tây ngon thiệt đó nữ hoài. Trời ơi, ngươi uống không còn giọt nào trừ cho ta vậy? Trường ở bên kia rồi, mình phải nhanh lên. Ơi, cậu bé đi đường kiểu gì vậy? Không kịp tín hiệu rồi. Kem, có sao không em? Em không sao, cảm ơn chị May. Sợ quá. Lần sau qua được, em nhớ chờ đèn đỏ cho các phương tiện dừng lại thì em mới đi nha. Đã sắp trễ học rồi mà còn phải chờ đèn giao thông mới được qua đường, phiền ghê á. Ước gì mấy cái đèn này biến mất luôn thì tốt biết mấy. Trễ học là do em ngủ dậy muộn, sao đổ lỗi cho đèn giao thông được. Em có biết, nhờ có những đèn tín hiệu này mà đường phố mới giảm ùn tắc, hạn chế va chạm và tai nạn giữa các phương tiện. Đèn giao thông mà biến mất, chắc thành phố sẽ loạn mất. Không ngờ đèn giao thông lại cần thiết như vậy ha. Em hiểu rồi. Bảo Thủy, ngươi nghe gì chứ? Chúng ta có cách đi làm loạn trái đất rồi. Ta sẽ gắn những quả bom này lên đèn giao thông cho chúng nổ tung. Kiểu gì mà kiểu gì? Cho cô đi ẩu thì có đó. Cho cô. Khi con người bận cãi nhau thì ta sẽ bắt lấy cho cô và lên kế hoạch tiêu diệt trái đất. Cười gì mà cười? Lo gắn bơm vào tất cả đèn tín hiệu giao thông trước khi trời sáng, hoàn thành cho ta. Dạ, thần làm ngay đây. Chỉ cần ta bấm nút này một cái là tất cả đèn tín hiệu giao thông nổ tung và con người sẽ rối loạn. Cũng đếm ngược đến thời khắc lịch sử nè. Wow, người chu đáo quá bọ khỉ à. Còn đặt cả bánh kem chúc mừng ngày trọng đại này nữa. Là tốt lắm. Vị kem dâu nữa hả? Bữa sau nhớ đặt vị vani cho ta nghe chưa. Nhưng bánh này không phải do thần đặt à. Đây là gì? Sao thấy nó quen quen á? Nữ hoàng, đây là bom mình gắn vào đèn giao thông tối qua mà. Tắt điều khiển nổ mau mau. Không kịp rồi.
em lại quên tập toán ở nhà rồi. Phải mang tới trường cho bạn ấy mới được. Bò khỉ, ngươi nghe gì chưa? Chúng ta có cách để làm loạn cái đất rồi. Mình không thể để kế hoạch của bọn chúng thành công. Giờ mình làm sao với những quả bom này đây Choco? Của ai thì mình gửi lại trả cho người đó thôi. Ba mẹ cho con đi công tác chung với. Sao con đi chung với ba mẹ được? Còn chuyện học của con thì sao? Vậy ba mẹ đi hôm nay thôi, mai về với con nha. Nếu không, con không thương ba mẹ nữa đâu đó. Nè, táo, ba tặng cho con nè. Ủa, đây là gì vậy ba? Là một hạt giống hoa hồng. Lúc ba mẹ không ở nhà, con hãy chăm sóc cho hạt giống này lớn lên nha. Chừng nào hoa nở thì ba mẹ sẽ về liền. Ba mẹ hứa đó nha. Ba mẹ hứa. Mình phải tưới thêm nước cho cây mau ra hoa mới được. Rồi, cây của mình bị làm sao vậy? Bạn có tưới nước đầy đủ không? Có, mình tưới nước mỗi ngày mà. Ba mẹ nói, cây mà nở hoa thì ba mẹ sẽ về với mình. Còn bây giờ thì, mình không gặp lại ba mẹ nữa rồi. Bạn bình tĩnh đi táo. Để mình dùng lọ nước thần kỳ nói chuyện với cây con thử coi sao. Chào cây con, em bị bệnh gì hả? Nói chị nghe. Chị Táo ơi, chị đừng tưới nước cho em nhiều quá. Em bị ngập úng, thiếu oxy để thở luôn nè. Chị không biết, vậy chị sẽ tưới ít lại nha. Với lại, cây hoa như em cần ánh sáng để quang hợp. Chị cho em ra ngoài vườn với. Đừng nhốt em trong phòng hoài, được không? Được, chị mang ra vườn liền. Tốt quá rồi, vậy là do bạn chăm sóc chưa đúng cách nên cây con mới bị bệnh. Bạn đừng có quá lo nha Táo. Ừ, cảm ơn Kem và Choco nha. Em còn thấy khó chịu ở đâu nữa không cây con? Sao anh thấy em vẫn buồn buồn vậy? Dạ, còn có một chuyện. Chuyện gì? Em cứ nói để chị giúp em. Em biết chị Táo rất muốn em lớn nhanh và nhanh ra hoa. Nhưng mỗi loài thực vật có một thời gian phát triển khác nhau. Ngày nào chị cũng hối thúc vậy, khiến em áp lực quá. Tại chị muốn gặp ba mẹ quá. Cây con nói đúng đó Táo. Chăm sóc cây cối cũng cần kiên nhẫn. Bạn vội vàng vậy là làm hại cây đó. Mình hiểu rồi. Chị xin lỗi em nha cây con. Em cứ từ từ lớn lên đi. Chị sẽ không gây áp lực cho em nữa đâu. Táo, ba mẹ về rồi nè. Táo ơi, mẹ về rồi nè. Ba mẹ về. Nhưng ba mẹ nói khi nào cây nở hoa thì ba mẹ mới về mà. Nhưng con có chăm sóc tốt cho cây hoa không? Dạ có. Ngày nào con cũng tưới nước, cho cây hứng nắng gió, bắt sâu cho cây đầy đủ ạ. Con gái của ba ngoan nhất. Con biết tại sao ba mẹ lại giao hạt giống này cho con chăm sóc hay không? Bởi vì chăm sóc cây hoa này cũng như chăm sóc cho gia đình vậy. Phải biết chung đắp yêu thương thì tình cảm gia đình mới bền chặt. Ba mẹ mong gia đình mình sẽ cùng nhau yêu thương,
thật nhiều mỗi ngày nha con. Con nhìn kìa. Trời ơi, cuối cùng những bông hoa đã nở. Dạ, ba mẹ đã về với con. Con thương ba mẹ. Bị gì rồi ta? Xe bị hư hả mẹ? Sao còi xe máy của mẹ bị hư rồi? Chắc mẹ phải đem ra tiệm sửa đây con. Mà còi xe dùng để làm gì vậy mẹ? Còi xe là thiết bị bắt buộc phải lắp đặt trên các phương tiện cơ giới khi tham gia giao thông, nhằm mục đích nhắc nhở và cảnh báo khi cần thiết đó con. Thì ra là vậy. Mẹ cứ để con sửa cho. Ủa? Tốt quá. Vậy mẹ cảm ơn con trước nghe cho cô. Yeah, xong rồi. Còi xe hoạt động lại rồi nè. Nhưng mà âm thanh này bình thường quá. Bạn không có sáng tạo gì hết trơn. Ý bạn là sao? Xe nào cũng kêu tít tít, chán ngắt à. Hay là bạn sửa âm thanh khác chút đi cho nó hay. À, mình hiểu rồi, để mình. Hai con sửa xong rồi hả? Giỏi quá. Mẹ đi làm đây. Lát về mẹ xin bánh cho hai con nghe. Dạ, chúc mẹ đi làm vui vẻ. Ủa, sao còi xe mình lại phát ra tiếng chim kêu vậy ta? Tránh ra, làm ơn tránh ra đi. Chắc lại tiếng còi xe đi mà. Làm sao mới tắt máy? Mấy cái tiếng này đây. Trời ơi, con hại mẹ rồi chú cô ơi. Không phải hổ thật đâu con à. Là tiếng còi xe của cô thôi. Chào chị. Dạ. Đề nghị chị tắt còi xe giả tiếng hổ gầm đi, tránh ảnh hưởng đến các phương tiện đang tham gia giao thông. Dạ tôi đang cố tắt nó đây. Lập ơn tắt giùm cái coi. Xin lỗi anh cảnh sát nha. Xin lỗi mọi người. Tôi cũng không biết còi xe nó bị gì nữa. À, tôi có cách rồi. Mẹ ơi, cơm mập. Chắc mẹ gần về rồi. Sắp có bánh ăn rồi. La 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 la. Mẹ có mua bánh cho con không? Đã phá còi xe của mẹ còn dám đòi ăn bánh nữa hả? Ủa tụi con phá hồi nào? Con đã sửa tiếng còi xe hay hơn cho mẹ rồi mà. Con cứ nghĩ đổi tiếng còi xe khác những chiếc xe bình thường cho sáng tạo. Ai ngờ lại gây rắc rối cho mẹ. Sáng tạo cũng phải tùy hoàn cảnh chứ con. Hai đứa có biết việc tự ý lắp đặt thay đổi âm thanh còi xe không đúng thiết kế ban đầu là không được phép, vì sẽ gây mất trật tự an toàn giao thông hay không? Dạ con hiểu rồi. Để con sửa lại ngay. Đúng là âm thanh quen thuộc này rồi. Mẹ tạm tha cho hai đứa con đó nghe. Lần sau không được tự ý sửa xe lung tung nữa nghe chưa? Dạ mẹ. Lần đầu tiên bạn đi học về mà thấy vui vẻ như vậy nha. Lần nào đi học về cũng cao có, ủ rũ hết. Xem đây. Tên tên. Là sao? Cô giáo cho bọn mình một dự án trồng cây bằng hạt giống này. Mình sẽ phải gieo hạt, chăm sóc,
sau 2 tháng sẽ đem lên lớp làm báo cáo nộp cho cô. Bạn là chuyên gia về cây cối mà chú cô, bạn sẽ giúp mình chứ? Thấy bạn hào hứng như vậy, mình cũng muốn giúp, nhưng phải tìm hiểu về loại cây này, vì có nhiều cây ở trái đất rất lạ lẫm với mình. Đi, mình cứ trồng xuống đất trước đã. Trên mạng nói bạn phải xới đất. Mình sẽ rải một lớp đất mỏng thôi. Mình có phải bón phân gì không? Chưa đâu, thời gian đầu thì chưa cần. Chú cô, xem nè, cây con đã lên rồi. Vậy là tốt rồi, bạn cố gắng chăm sóc cho nó tốt, nó sẽ thành cây cà chua đẹp đó. Nhưng mà gần cả tuần rồi, cái cây mới ra cỡ này, trong khi mấy bạn cùng lớp với mình trồng lớn hơn thế này rất nhiều. Cả lớp bạn đều trồng cà chua? Không, mỗi người trồng một loại khác nhau. Thời gian sinh trưởng của mỗi cây mỗi khác, bạn đừng lo. Cà chua là tương đối dễ trồng đó. Mình nghĩ cô giáo bạn cũng không cho loại nào đó khó lắm đâu. Nhưng mà mấy ngày cuối tuần này là nhà mình đi chơi rồi, mình không có nhà làm sao chăm sóc cây được đây. Ừ, cũng phải. Thời gian này nếu không tưới nước đầy đủ và bón phân nữa thì cây sẽ chết. Ôi, chú cô, bạn phải giúp mình. Cây mà chết thì điểm của mình cũng tồi luôn. Thôi được, đây là thuốc tăng trưởng ở hành tinh xanh của mình. Ở những vùng khô hạn của hành tinh xanh thì cây cối được bón thứ thuốc này để rễ có thể tự tìm nguồn nước và dinh dưỡng. Như vậy sẽ đảm bảo phủ xanh mọi nơi. Wow, vậy là từ bây giờ cây sẽ tự lớn, mình không cần chăm sóc nữa. Chỉ trong những ngày bạn không có nhà thôi, bạn phải chăm sóc như bình thường, nếu không cây sẽ mọc lung tung đó. Thưa mẹ, con mới về. Chú cô coi nè, cây cà chua của mình được 10 điểm luôn á. Ai cũng khen cái cây rất là đẹp. Chúc mừng bạn. Con làm tốt lắm. Mẹ thấy vừa qua con chăm cây rất là kỹ, bây giờ đã được đền đáp rồi đó. Dạ, con cảm ơn mẹ. Giờ bạn nên đưa cây ra chậu lớn hơn đi. Cây sẽ có nhiều không gian và xanh tốt hơn. Để chiều đi, giờ mình vừa đói vừa buồn ngủ rồi. Hai, lại làm biếng nữa rồi. Wow, đi biển có 2 ngày vẫn chưa đã, còn muốn đi nữa. Con đang đi học mà. Đợi nghỉ hè rồi cả nhà ta sẽ đi tiếp. Con đói rồi mẹ ơi, con kêu gà rán về ăn có được không? Đó là... cây cà chua của con. Trời ơi, sao nó lại có thể như vậy? Ai bảo bạn bỏ mặc cây không chăm sóc đã một tuần rồi. Nếu bạn nghe mình chăm sóc cây thì nó đâu tự mọc hoang ra như vậy. Con đó, hôm trước đạt điểm cao rồi nên không có thèm quan tâm đến cái cây này nữa. Bẵng đi mấy ngày, bây giờ đi chơi về nở ra như vậy rồi còn muốn gì? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi chú cô, mình đã lạm dụng thuốc tăng trưởng mà bạn cho mình. Cứ nghĩ giờ cây lớn rồi, cứ để vậy thì cây sẽ phát triển tốt. Ai ngờ, lần sau con sẽ yêu quý và chăm sóc cây cối cho đến nơi đến chốn. Mỗi loại cây có đặc tính khác nhau, như cây cà chua là họ cây thân leo. Mình phải làm vàng, không thôi nó sẽ bò lung tung và không ra trái nhiều được. Vậy bây giờ cả nhà mình chung tay vào cắt mấy nhánh này đi thôi. Còn trái cà chua thì thu hoạch để ăn dần dần chứ sao. Hay quá à. Giờ mình có thể tha hồ chơi mà không sợ bị mất nữa rồi. Bạn tội nguyện rồi nha. Mình xuống phi thuyền đọc sách cho yên tĩnh đây. Hay quá. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đánh trận giả nha. Chúng ta sẽ chia ra 2 đội, đội của khủng long bạo chúa và đội robot dũng cảm. Phe khủng long, hãy leo lên giường của mình đi. Còn phe robot thì tìm chỗ núp đi nào. Các bạn chờ mình một lát, mình nghe điện thoại xong, chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Dạ,
Dạ. Wow, các bạn trông kỹ quá à. Mình không tìm thấy ai hết trơn á. Bây giờ phe khủng long, các bạn mau nhảy xuống dưới đây, xâm chiếm thung lũng đi. Khủng long ơi, robot ơi, có ai trốn ở đây không? Ra đi nào. Cái gì phía gầm tủ vậy ta? Hơ, chim cánh cụt làm sao vậy? Sao mình nói các bạn trốn ở giường kia mà? Còn các đồ chơi khác đâu hết rồi? Cậu chủ, xin hãy tha cho tôi. Cậu chơi cái gì là dài bữa bỏ, nếu không thì cũng hư, rồi dứt xó mua đồ chơi mới. Bọn tôi đều lo lắng buồn bã khi chơi với cậu, nên bọn họ sợ hãi trốn đi hết rồi. Còn tôi bị bung chỉ chân rồi, nên không thể trốn kỹ được. Không thể tin được. Chú cô, mình phải làm sao đây? Bạn có cách nào thu hồi phi mạch lại không? Mình không có cách nào. Chỉ chờ cho di mạch hết pin rồi thu lại thôi. Vậy có khi đến lúc đó đồ chơi của mình bỏ đi hết, mẹ mà biết thì sẽ la mình một trận đó. Vậy thì chỉ có cách là bạn phải đi tìm từng món về xin lỗi chúng, rồi sửa lại những đồ chơi hư cũ. May ra thì được cái nào hay cái đó, chứ biết sao. Bạn sẽ giúp mình chứ Choco? Bạn đã thực sự nhận ra lỗi của mình thì mình sẽ giúp bạn. Ê, đứng lại. Không ngờ mình có nhiều đồ chơi tới vậy luôn. Và cũng thật không ngờ mình đã bỏ đi nhiều đồ chơi hư tới vậy. Mình thật tình xin lỗi các bạn đồ chơi của mình. Mình không ngờ mình lại vô tâm vô ý với các bạn như vậy. Mình hứa sẽ quý trọng các bạn hơn và không để các bạn lung tung như vậy nữa đâu. Vậy chúng ta cùng chơi đánh trận nào. Bạn lấy xịt nách ở đâu vậy? Mình và Tôm đến thăm táo và được táo cho. Táo bị bệnh sao? Đúng rồi, táo bị đau mắt đỏ phải nghỉ học ở nhà. Mình là bạn thân của táo nên đến thăm và đem vở cho táo chép bài nữa. Đau mắt đỏ là bệnh rất dễ lây, sao bạn lại đến thăm táo? Mình không có nhìn vô mắt táo, táo lại đeo kính nữa, không lây được đâu. Mình ra ngoài chơi với Tôm và các bạn trong xóm đây. Không được đâu Cam ơi. Bạn mà thua thì bạn phải đuổi mình đó nha. Quán đồ đây. Tôi biến thành tụi trẻ con chơi với tụi nó để dò la tin tức ha. Thấy tụi nó chơi vui quá trời đó. Các bạn cho mình chơi với nha. Mình sẽ không ăn thịt. Không bắt nạt các bạn đâu. Vậy để mình gọi mấy đứa khác ra chơi đuổi bắt tiếp nha. Trời ơi, mắt của mình đau quá. Bạn bị đau mắt đỏ rồi đó. Mình nói bạn sẽ bị lây của táo mà bạn không tin. Làm sao mà lây được chứ? Đau mắt đỏ bị lây do các giọt bắn khi nói chuyện với nhau bay qua dính vào tay chân. Rồi bạn dụi mắt, móc mũi sẽ làm con virus, vi khuẩn chui vào trong người bạn và gây ra bệnh cho bạn.
Thì ra là vậy. Con nhớ làm theo lời dặn của bác sĩ đó. Phải đeo kính và khẩu trang để tránh lây bệnh cho mọi người. Phải dùng khăn mặt riêng, nhỏ thuốc ở bên mắt không đau trước, rồi mới nhỏ bên mắt đau nha. Dạ mẹ. Mình bị đau mắt đỏ rồi, em ơi. Em đứng đó cho chị. Vì em mang bệnh đau mắt đỏ về lây cho chị, nên hôm nay chị không được đi dự sinh nhật lớp trưởng, bạn thân của chị đó. Ta nói các ngươi đi dò la tìm con gấu Choco đó. Các ngươi ham chơi, không mang được tin tức về, còn mang dịch bệnh về lây cho cả hành tinh. Đau mắt quá, đau mắt quá. Wow, Kem ơi Kem, bạn coi nè, trưa nay mẹ cho tụi mình ăn món cá chép đó. Nhìn ba con cá tươi ngon ghê luôn ha. Nói mẹ Kem nấu món gì đây ta? Cá chép ôm dưa, cá chép chiên giòn. Không được đâu, cá chép này không phải để ăn. Vậy để làm gì vậy? Hôm nay là ngày âm lịch, là 23 tháng chạp, chính là ngày ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời. Mẹ mình mua cá chép để ông Táo cưỡi bay về trời, chứ không phải để ăn đâu. Cá chép làm sao bay lên trời được? Cá chuồng mới biết bay, nhưng cũng không bay lên trời được đâu. Đây là một sự tích của người Việt Nam. Táo Quân là vua bếp, mỗi năm sẽ cưỡi cá chép về chầu trời một lần vào ngày 23 tháng chạp. Táo Quân sẽ báo cáo tình hình của nhà mình trong một năm qua với Ngọc Hoàng á. Thì ra là sự tích. Vui ghê. Năm nay mẹ cho mình tự đi thả cá chép. Cá chép ơi, cá đưa ông Táo nhà mình lên trời bình an nha. Không biết cá sẽ bơi đi đâu ta. Dưới sông có gì vui không ta? Chú cô, bạn tạo ra một chiếc tàu ngầm rồi tụi mình xuống thám hiểm lòng sông được không? Không được, không được. Bạn còn nhỏ, chuyện đó nguy hiểm lắm. Vậy tụi mình nhảy xuống lặn xem ở dưới như thế nào? Không được, đây không phải là nơi an toàn để bơi. Chán thiệt quá. Mình có thể giúp bạn thám hiểm lòng sông thông qua tàu ngầm mini có gắn camera này. Bạn ngầu thiệt đó. Cá chép tụi mình thả ra kìa. Đi theo chúng đi chú con. Sao vậy ta? Để mình xuống kiểm tra. Dưới sông có rất nhiều rác. Túi ni lông này đã che mất camera của tàu ngầm rồi. Thì ra đây là nguyên nhân dưới sông nhiều túi ni lông. Không ổn rồi. Cá chép không ra được khỏi túi ni lông, đang kêu cứu. Mình phải tìm cách cứu các bạn ấy. Các bạn hãy xuống chọc thủng những túi ni lông cứu cá chép và thu dọn túi ni lông dưới sông giúp mình nhé. Không lẽ tụi mình ở đây canh người ta giúp rồi đi nhặt hoài hay sao? Nghĩ ra rồi.
được thả túi ni lông xuống sông nha. Xin cảm ơn. Ra phụ mẹ nè. Mẹ mua gì nhiều vậy ạ? Đây là đồ để trang trí Tết đó. Giáp thình là gì vậy Kem? Thình là con rồng. Tết năm nay là Tết con rồng theo sự tích 12 con giáp. Còn giáp thình là năm can chi theo âm lịch, theo quan điểm văn hóa của người Á Đông chúng ta đó. À, Tết giáp thình là năm con rồng. Ừ, hai đứa cứ hiểu như vậy là được rồi. Sau này lớn lên á sẽ tìm hiểu thêm. Tụi con cũng có thể xem để hiểu thêm về 12 con giáp trong bộ phim hoạt hình Sự tích 12 con giáp đó. Ờ hen, hình như mẹ quên mua hình rồng để dán lên cửa ra vào rồi. Hai đứa đều thích vẽ nè. À, vậy thì tụi con thi xem ai vẽ rồng đẹp hơn đi. Tranh của ai đẹp hơn á thì mẹ sẽ dán lên cửa để trang trí Tết nè. Con sẽ vẽ đẹp nhất. Chô cô, bạn phải cất túi sách vào tủ để tránh gian lận. Nè, mình cho bạn mượn để vẽ đó. Bạn ra ngoài vẽ nha. Mình phải ở một mình để có cảm xúc sáng tác. Mẹ ơi, mẹ xem rồng của con có đẹp không? Trời ơi, con này mẹ thấy hơi giúp con Dung đó nha. Ừ, con này thì hơi giống con rắn, mà bụng lại bự giống như con khủng long. Wow, chú cô có tài hội họa quá nha. Nhưng mà vẫn chưa giống lắm. Đẹp quá. Vậy con nói cho mẹ nghe, trên bình rồng con vẽ từng chi tiết này có gì đặc biệt không nè? Thì con tưởng tượng và xem thêm các hình mẫu vẽ rồng nên... Tranh này là con gian lận đúng không? Dạ, con vẽ mãi không được cho nên... Vì nhờ bút thần vẽ nên con không hiểu được con rồng của người Việt có một điều rất là đặc biệt. Đây nè, rồng á nha, vốn không có thật. Nhưng đó là niềm tin về một con vật linh thiêng mang lại may mắn, thịnh vượng cho con người. Rồng có nét đẹp từ 9 con vật khác nhau cộng lại. Đó là đầu lạc đà nè, sừng hươu nè, mắt thỏ nè, tai bò, cổ rắn, bụng ếch, vây cá chép, móng chim ưng, bàn chân của hổ nữa. Wow, hay quá. Con chỉ nhìn hình rồi vẽ theo thôi, chứ không tìm hiểu được kỹ như vậy. Mẹ đúng là bách khoa toàn thư. Dạ, con hiểu rồi. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không gian lận nữa. Từ nay, con sẽ tìm hiểu thật kỹ con vật, đồ vật trước khi đặt bút vẽ. Tôm, chị kêu em đi lau cái bình từ sáng tới giờ vẫn chưa lau là sao? Hôm qua em đã rửa quá trời rồi. Hôm qua là bình để cắm hoa, còn hai cái bình nữa để đựng lộc. Hả? Lộc là gì vậy chị May? Hái lộc đầu năm là phong tục truyền thống của người Việt Nam và một số nước Á Đông nói chung. Vào ngày đầu năm mới, người ta sẽ hái lá non hoặc cành cây nhỏ để trưng trong nhà, mong được năm mới nhiều điều may mắn và phước lành như cây ra lá non vậy. Chị đi về là em phải lau xong hai cái bình đó. Ừ,
nếu lộc mang lại may mắn thì bọn mình hãy đến nhà thầy giáo để hái lộc đi. Cái gì? Đúng đó, lộc nhà thầy giáo thì sẽ được may mắn cả năm, toàn là điểm 10. Đây là cây mai giả, ta đã làm phép. Ghi mau mau đi tráo cây này với cây mai thật để bắt Choco về đây cho ta. Chỉ cần Choco chạm vào những cái lá này thì nó sẽ bị quấn chặt, không thể nào thoát được. Hai cái này giống nhau quá ta. Mau lên, nhà thầy chưa có mở cửa đâu. Ủa, là cây nào mới đúng đây ta? Coi chừng thầy nghe thấy á. Mình vẫn không hiểu tại sao phải hai lá cây bẻ cành nhà thầy giáo. Ở hành tinh mình rất quý trọng cây xanh, không ai bứt dù một cọng cỏ hay một bông hoa dại. Đây là phong tục ngày Tết thôi cho cô à. Hãy giúp bọn mình hái lộc để được 10 điểm cả năm đi. Ủa, sao chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy? Chẳng lẽ... Kỳ này, cả năm không sợ điểm kém nữa rồi. Ai đó? Trời đất, các em làm gì ở đây vào sáng mùng 1 Tết vậy? Dạ thưa thầy, tụi em muốn đến hái lộc nhà thầy để học bài mau thuộc và lúc nào cũng được điểm 10. Mấy em lại đây cho tôi. Lộc là cành hoặc lá tươi non, người ta hái vào ngày đầu năm mới hoặc giao thừa để mong cả năm bình an, mọi điều mới mẻ như cây non vậy. Mang ý nghĩa tượng trưng, chứ không phải cứ hái nhiều là lộc nhiều, bẻ cành to là lộc to đâu mấy em. Như vậy á là phá hoại cảnh quan môi trường đó, biết chưa? Chưa kể là lộc mới hái xong đã bị thầy bắt gặp như vậy thì xui chứ có hên gì. Dạ, tụi em xin lỗi thầy. Thầy ơi, đừng mét ba mẹ em nha thầy. Em xin lỗi thầy. Lần sau em không vậy nữa đâu. Thôi, năm mới đừng có khóc nhè, không hay đâu. Hai thì cũng lỡ rồi, thầy không mét ba mét mẹ các em đâu. Thưa thầy, đây là lọ thuốc chữa lành cây cối ở hành tinh xanh của em. Để em giúp thầy chữa cây mai nhà thầy nha. Cảm ơn Choco, em làm tốt lắm. Mấy đứa đợi một lát, thầy lì xì cho để lấy hên. Năm mới, cố gắng chăm chỉ học hành, chứ đừng có hái lộc bừa bãi nữa nghe chưa? Dạ. Chúng em cảm ơn thầy. Chúc thầy năm mới năm nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe. Nữ hoàng ơi, cứu thần. Đợi mình với. Rồi là thả tim nè. Dạ, dễ thương. Thôi đi con. Dạ. Ôi, cô cái áo dạng của cô đẹp ghê. Con rồi. Cái này vui nè. Ba đi chụp hình đi. Wow, mẹ nhìn kìa, đẹp quá à. Là thầy đồ đang viết thư pháp đó con. Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam mình nó có phong tục xin chữ, cho chữ để cầu mong may mắn, thuận lợi. Con muốn điều gì á thì xin thầy đồ cho chữ đó. Vậy cho con xin chữ giỏi được không mẹ? Con muốn năm sau học giỏi nhất lớp luôn. Con cảm ơn ông. Kem à, ăn Tết nhưng không được mê chơi quá quên học nha con. Con nên sắp xếp thời gian để ôn bài,
Không á thì mai mốt đi học lại quên hết kiến thức đó nghe. Mẹ nhìn nè, con đã xin được chữ giỏi rồi, thì cả năm chắc chắn sẽ học giỏi, mẹ đừng có lo. Hoàng Khôi, cô Giảng tới đâu rồi? Dạ, dạ tới. Tới lúc em phải nghiêm túc hơn rồi nha Khôi. Cứ lơ là học hành kiểu này thì em sẽ không theo kịp các bạn trong lớp đâu. Đã xin chữ giỏi rồi thì còn sợ gì nữa? Đường nào thì mình chả học giỏi nhất lớp. Cô rất buồn vì trong lớp mình có một bạn không đủ học lực để lên lớp. Đó là bạn Lê Hoàng Khôi. Em Khôi phải tiếp tục học một năm lớp 3 để củng cố thêm kiến thức. Không đúng. Rõ ràng mình đã xin chữ giỏi, chứ đâu có xin chữ ở lại lớp đâu. May quá. Chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nếu con vẫn lười biếng như bây giờ. Ủa, sao mẹ biết con mơ gì? Biết chứ sao không? Chính mình và mẹ đã điều khiển giấc mơ của bạn mà. Choco à, con phải nghĩ cách gì đó giúp kem thôi. Ta-da! Rồi, bây giờ mẹ có thể điều khiển giấc mơ của Kem. Mà để xem bạn ấy đang mơ gì mà cười vui dữ vậy ha. Không được rồi. Trong giấc mơ, Kem vẫn nghĩ xin được chữ giỏi là đương nhiên học giỏi nhất lớp. Mẹ phải đảo ngược giấc mơ này thôi. Vậy mẹ bấm vào nút màu đen là được. Thì ra là mẹ và Choco cố tình điều khiển giấc mơ của con. Vì mẹ và Choco muốn tốt cho con. Con nên hiểu việc xin chữ giỏi là để con có động lực phấn đấu, nỗ lực hơn, chứ không phải ỷ vào nó mà lười nhác. Như vậy không đúng với tinh thần tốt đẹp của tục xin chữ vào đầu năm mới đâu con. Dạ, thì ra con đã hiểu sai ý nghĩa của tục xin chữ rồi. Không có sức mạnh vô biên nào khiến con học giỏi nếu như tự bản thân con không có cố gắng. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Con ôn bài đây. Vui quá à. Tới bạn đi Tôm. Cái mông của mình đau quá. Bạn có làm sao không Tôm? Trời ơi, đúng là Tôm Sumo. Cầu chuột bị gãy luôn rồi, làm sao chơi nữa đây? Để mình sửa cho. Thích quá à, nước mát ghê ha. Ở đâu? Nhìn mình nè. Bạn đừng có nhảy nữa, bắn nó tùm lum à. Đúng là Tôm Sumo. Đúng là Tôm Sumo.
không thể chịu được. Mình phải giảm cân thôi. Ăn nhanh đi Tôm, còn đi học nữa. Em ăn xong rồi. Ủa, ăn gì nhanh dữ vậy trời? Giảm thêm được nửa ký. Oh yeah, tiếp tục nhịn ăn thôi. Tôm, con làm sao vậy hả? Cả kem và táo đều qua mặt con hết rồi. Kết quả tầm soát sức khỏe, Tôm bị thiếu năng lượng, cần nhanh chóng ăn uống để bổ sung dinh dưỡng. Con có biết bao nhiêu trẻ em còn không có đồ ăn? Sao con lãng phí vậy Tôm? Con... Tại... Con muốn giảm cân. Con muốn giảm cân á thì phải siêng tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Bữa sáng rất là quan trọng. Nếu con nhịn ăn thì sẽ không có đủ sức để học hành. Hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Tụi mình xin lỗi đã cờ chọc bạn là Tôm Sumo. Xin lỗi Tôm. Ngon quá, ngon quá. Ăn từ từ thôi con. Ủa? Sao em ăn nhiều vậy Bông? Em buồn quá, không có gì chơi, nên ăn cho đỡ buồn nè. Hứ, coi chừng bể bụng đó. Bụng em bự lắm, em còn ăn được nữa. Anh Kem ơi, đàn em đau quá. Tại em ăn nhiều đồ ngọt đó. Phải đi nhà sĩ khám răng thôi. Không, em không đi đâu. Bác sĩ sẽ nhổ răng của em mất. Răng của em hết đau rồi. Em không có nói xạo đâu. Nguy hiểm quá, người bò đang chuẩn bị xuống đây. Yên tâm đi, mình sẽ bảo vệ bạn. Em cũng sẽ làm anh hùng bảo vệ cho cô. Tội bỏ khỉ kia, đừng hòng bắt nạt cho cô. Hãy xem siêu anh hùng bông bụp ra tay đây. Ta tiếp chiêu đây. Em Bông ơi, em xịt lộn rồi. Em xịt nhầm rồi nè. Bông, xịt thêm thuốc vào bỏ khỉ đi. Làm sao đây?
mình hết vũ khí chống lại bọn khỉ rồi. À, may quá, mình có kẹo cao su thần kỳ của Choco. Tụi bọn khỉ kia không được bắt nạt Choco. Tụi bọ khỉ đâu rồi? Mình sẽ đi chiến đấu bảo vệ các bạn. Mình đã đá bay tụi nó nhờ kẹo cao su thần kỳ của bạn rồi. Tụi bọ khỉ đánh bông sừng má luôn sao? Không phải, răng em lại đau rồi. Em á phải đi khám răng thôi. Lúc nãy vì đau răng mà em không chiến đấu bảo vệ cho cô được á. Nếu đau răng sẽ không nhai kẹo được, còn súng răng sẽ không thổi được bong bóng cao su giỏi như anh Kem. Em sẽ đi khám răng. Anh Hùng không sợ khám răng. Hey, không được động vào hộp màu của anh. Wow, bé Bông ngoan quá à. Hay là bé Bông ở lại với dì Hai luôn nha. Không về nữa, ở đây dì Hai nuôi Bông. Bạn làm sao mà bực bội vậy? Nhỏ Bông thật đáng ghét. Nhân lúc mình bị băng bột, không phụ giúp được cho mẹ, nó lấy lòng mẹ để chiếm mất vị trí của mình nữa. Ủa thật không? Bình thường thấy bạn cũng đâu có chịu phụ giúp mẹ đâu. Bông là cháu của mẹ bạn, cháu nhỏ giúp đỡ người lớn là bình thường thôi mà. Nhưng mà mình thấy nó nịnh mẹ mình quá rồi. Mình sẽ giành lại sự yêu thương của ba mẹ cho coi. Đi ra đi, anh rửa. Nhưng mà chân của anh... Anh gãy chân mà, tay anh đâu có gãy đâu. Kem à, con có làm được không? Đừng có kiếm chuyện nha. Ê, chú cô, Bông ơi, dì Hai nhờ chút xíu nè. Mang tài liệu này ra ngoài, đưa người gửi cho Dượng Hai con đi Bông. Để anh làm cho ba anh. Anh Kem, mẹ nói là đưa người gửi cho ba mà. Chú ấy đang đợi ngoài kia, không phải mang đi công ty. Đợt này mẹ phải công nhận là mình rất có ích thôi. Chết rồi, sắp trễ giờ của ba mất rồi. Mình hậu đậu quá, tiêu rồi. Anh nhờ người về nhà lấy tài liệu cho anh. Sao em vẫn chưa đưa? Em... Nãy em lu bu đưa cho Bông mang ra cho đồng nghiệp của anh rồi mà. Cậu ấy nói vẫn chưa nhận được. Trời ơi, đến giờ họp rồi. Hả? Sao vậy con? Tài liệu của Dương Hai đâu? Anh Kem giờ chạy mang đi rồi. Trời đất, ai mượn? Kem chưa từng tự đi đến công ty của ba mà. Toàn phải đi với người lớn. Đã vậy, chân còn đang bó bột, làm sao? Cho cô cứu mình. Bạn bị làm sao vậy? Xe đạp mình bị hư rồi. Mình không đến chỗ của bà mình được. Bây giờ mình bận việc quan trọng, mình không có giúp bạn được. Bạn đứng đây một lát, sẽ có người giúp đỡ nha. Hai mươi ngàn. Chú ơi, chú cho con đổi bằng màu vẽ được không? Con không có tiền.
Nè, bạn muốn đi đâu? Mình chở bạn đi nha. Hả? Anh ơi, cho em một cơ hội báo cáo lại được không? Không được, anh đi tìm cơ hội ở công ty khác đi. Ba! Con đi kiếm ba, nhưng trên đường đi, xe của con bị hư. Bạn này đã giúp đỡ cho con đó ba. À, thì ra người giúp con gái tôi là con trai của anh à. À, xem như là tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa vào ngày mai. Dạ con cảm ơn. Lần sau con đừng như vậy nữa nghe chưa. Ba đã nhờ người về lấy tài liệu, con lại tài lanh mang đến tận đây rồi làm trễ giờ của ba. Dạ con hiểu rồi. Tại con sợ ba mẹ thương Bông hơn con nên lần sau con sẽ không như vậy nữa. Ba mẹ chỉ có mình con mà, nên sẽ luôn yêu thương con nhất. Còn Bông nhỏ hơn con là anh thì cũng phải luôn yêu thương nhường nhịn em nghe chưa. Kim, dọn dẹp ngay. 15 phút nữa mẹ lên mà chưa dọn xong á là biết tay mẹ nghe. Mình đã nói rồi mà, bạn dọn sớm thì đã không bị mẹ la rồi. Bạn không phụ mà còn cà khịa mình nữa. Mình có cái này hay nè. Bạn ăn đi. Nó bạn ra lệnh cho nó đi. Tất cả đồ chơi vào lại trong thùng. Wow, thiệt là kỳ diệu. Giờ có thể đánh một giấc ngon lành rồi. Sau này không cần phải dọn dẹp đồ chơi nữa. Ủa, thì ra là bạn ở đây hả? Bạn còn nhớ mình sao? Là món đồ chơi mới ra mắt. Wow, con cảm ơn ba mẹ. Yeah, yeah. Cảnh sát đặc nhiệm, tăng tốc. Đừng đẩy nó chạy thoát. Bay lên. Ngủ ngon nha. Mai á, tụi mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau này mình sẽ bảo vệ bạn kế bà. Rung rung. Hả? Wow, dễ thương quá à. Ba mẹ mua cho con hả? Ừ. Vậy con định đặt tên là gì nè? Con sẽ gọi là Cream nha mẹ, giống tên của con á. Mình xin lỗi, mình đã bỏ rơi bạn, nhưng bạn vẫn luôn ở đây để bảo vệ mình. Bạn là cậu bé ngoan, dù mình không còn thú vị nữa, nhưng mình vẫn sẽ ở đây bảo vệ bạn. Chú cô ơi, chú cảnh sát làm sao vậy nè? Bạn đúng là một cậu bé tốt. Sau này nhất định hãy bảo vệ đồ chơi nhé.
Yeah! Em bị đường dây không dọn sao? À... con không ăn cá kho đâu, nhìn không có ngon. À, vậy à, con ăn thịt luộc đi nè. Con cũng không ăn thịt luộc đâu, nhạt nhẽo lắm á. Vậy con muốn ăn món gì nè? Con muốn ăn món gan nướng muối ớt. Hả? Món đó ở đâu ra? Con coi trên mạng, thấy người ta làm bán trong nhà hàng á. Nhưng mà mẹ không biết làm món đó. Thì con thấy người ta ngâm nó trong bia tươi, rồi chôn nó vô chảo muối ớt thiệt là to như vậy nè. Ăn kèm với nước chấm tự chế nữa. Nhưng nhà mình không có món đó. Hai con không ăn đâu. Mấy món này ngày nào cũng ăn hết, còn ngán lắm rồi. Hả? Pizza hải sản và phô mai tan chảy ngon lắm đó. Hai đứa ăn và coi tivi nha. Để cô Hồng làm việc nha. Yeah. Ngon quá, con thích lắm. Con cảm ơn cô Hồng. Ủa? Nhưng đây có phải là pizza nướng củi không? Cô đâu biết. Nhưng cô mua theo lời mẹ con dặn để đổi món, đổi khẩu vị cho tụi con đó. Mẹ nói tụi con thích ăn bánh này mà. Bánh pizza này là nướng bằng bếp lò điện chứ không phải là bếp củi, nên không thể thơm ngon như bếp củi được. Sao con biết? Thì con có xem video cách làm pizza vừa nổi tiếng vừa ngon rồi. Thôi con ăn đỡ đi, chứ giờ cô cũng không biết tìm đâu ra pizza nướng củi cho con nữa. Mình thấy rất ngon mà, phô mai rất nhiều và béo ngậy. Bạn ăn thử đi. Không, mình chỉ ăn pizza nướng củi thôi. Như vậy mới đúng chuẩn hương vị pizza. Nè, tụi con ăn nhiều vô, ăn cho khỏe đi. Tụi con cảm ơn cô nè. Sao bạn ăn ít vậy? Mít ngọt mà. Ngọt nhưng mà hơi cứng. Không phải cứng mà là giòn. Giống mít Thái này, nó giòn ngọt như vậy đó. Ồ, mình no quá. Trái cây với bánh ngọt của cô Kim Anh ngon quá. Mình không thấy ngon gì hết á. Bạn thấy ngon là tại vì bạn dễ ăn quá thôi. Mình chỉ ăn đồ ngon, đồ nổi tiếng thôi à. Ở đây có bạn nào thấy đồ ăn dở, không ngon không? Dạ không, đồ ăn ngon lắm á. Chị và các bạn đều thấy ngon, chỉ có mình em thấy không ngon thì tức là em có vấn đề. Chị nói cho em biết, kén ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Em đó Kim, ăn mà không cảm thấy ngon miệng thì tiêu hóa không tốt, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và thiếu dinh dưỡng đó. Chúng mình còn nhỏ, phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất để còn phát triển. Dễ ăn mới là tốt, các em nhớ chưa? Thưa phụ huynh, gần đây thành tích thể dục của em Lê Hoàng Khôi rất kém, hầu như không hoàn thành được các bài tập. Khôi không thể chạy vòng quanh sân như các bạn được, nên cô giáo mới phải mời phụ huynh đến để xem xét về sức khỏe của em Khôi. Dạ thưa cô, dạo này bé Khôi rất kén ăn hay bỏ ăn. Ăn món gì cũng chê không ngon và ăn ít. Có lẽ vì vậy mà sức khỏe nó bị kém đi. Cô giáo đã quan sát thì thấy em Khôi luôn có vẻ mệt mỏi, uể oải đó. Tôi sẽ đưa Khôi đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe ngay ạ. Con ăn uống không đầy đủ, dần dần sẽ bị chứng lười ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng, ảnh hưởng sức khỏe và sự phát triển của cả cơ thể và não bộ đó. Tại sao con không chịu ăn hả? Con muốn mẹ cho con ăn mấy món giống quảng cáo trên tivi á, nên con mới cố ý không ăn đồ ăn ở nhà để mẹ phải mua cho con ăn mấy đồ ăn nổi tiếng. Những món ăn đó chưa chắc đã phù hợp và tốt cho lứa tuổi của con đâu. Đồ ăn mẹ nấu mới đầy đủ dưỡng chất và vệ sinh an toàn thực phẩm, tốt cho sức khỏe. Con không nên bỏ ăn như vậy nữa nha. Bây giờ bác sĩ sẽ cho con uống thêm vitamin để giúp cơ thể của con được phục hồi nha. Cơm ngon quá mẹ ơi. Em giỏi quá, ăn ngon miệng quá. Mình không dám bỏ ăn và kén ăn nữa đâu, vì như vậy không tốt cho sức khỏe mà. Ừ.
Sao bạn mắc cô để phạt mình? Mình xóa thông tin sĩ số lớp, chứ mình có xé tập hay làm bẩn quần áo của cậu đâu. Tuy bạn không làm gì mình, nhưng mà xóa thông tin sĩ số lớp là không tốt. Vì thầy cô còn nhìn vào điểm danh chứ. Mình mặc kệ. Bạn là bạn mình mà phản bội mình để cô phạt mình thì bạn vui lắm hả? Dù bạn là bạn mình thì mình cũng phải tố cáo bạn vì bạn làm sai. Mình nghĩ nếu mình không mét thì các bạn khác cũng mét cô thôi à. Nếu có lần sau, chúng mình góp ý riêng cho Tôm để Tôm sửa lỗi. Khoan mét cô nha. Tôm, bỏ qua cho Kim đi. Mình không có lỗi. Táo không cần phải năn nỉ Tôm giúp mình đâu. Nhớ đó, Kim không nhận lỗi thì mình nghỉ chơi với bạn. Dẹp đi. Nghỉ chơi thì nghỉ, mình không cần. Chính mình nhìn thấy Tôm giật giấy đôi trong tập của bạn để xếp máy bay phóng chơi đó. Hiền gì, mình thấy tập vở lộn xộn. Lần trước hả, mình còn thấy Tôm bắt con thằng lằn bỏ vào ngăn bàn của bạn nữa. Mình đã ngăn nhưng mà Tôm không thèm nghe. Trời, là Tôm làm sao? Lần đó mình sợ muốn xỉu. May mà con thằng lằn đó đã chết khô rồi. Nếu không thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn thấy chưa, Tôm không phải bạn tốt đâu. Bạn cũng không nên chơi với Tôm nữa. Thì mình cũng không thích kết thân với bạn xấu. Ê, Táo ơi, sắp đến sinh nhật của mình rồi. Bạn nghĩ tụi mình nên tổ chức như thế nào cho vui? Mình không biết. Mình không phải là bạn của bạn. Ở lớp đừng gọi tên thân mật ở nhà của mình. Ủa, bạn giận mình hả? Mình làm gì mà bạn giận chứ? Bạn làm gì thì tôi biết đi. Mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa đâu. Đáng đời. Bạn... Mẹ ơi, con sợ quá. Cho cô, cứu mình với. Có ai không? Sợ quá. Chắc anh tha cho em. Ê, hai bạn kia, không được bắt nạt bạn tôi. Ai là bạn tụi bay? Lần sau nói không nghe lời á thì tao lấy hết sách vở luôn. Vậy tôi sẽ lập tức đi báo với thầy giám thị về hành vi bạo lực học đường của hai người. Mày, lần này tao tha. Đừng sợ, có mình ở đây rồi. Tụi nó không dám làm gì Tôm, đâu. Bạn không giận mình sao? Bạn nói nghỉ chơi với mình rồi mà, sao hôm nay lại bảo vệ mình? Lúc giận mình nói vậy thôi, chứ bạn bè mà, đâu phải nói bỏ là bỏ. Bạn nhìn te tua quá, để mình đưa bạn về. Chắc chắn mình sẽ báo với thầy cô việc này, để không có bạn khác bị bắt nạt nữa. Mấy đứa chơi với nhau vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã đến dự sinh nhật của mình. Cảm ơn Kem đã nói Táo và Choco đến dự sinh nhật mình nha. Mình xin lỗi Tôm vì đã chia rẽ bạn với Táo. Mình giận bạn nên đã nói xấu bạn với Táo. Không ngờ bạn vẫn luôn luôn xem mình là bạn thân. Mình cũng xin lỗi Táo nha. Lúc đó mình giận quá mức mà không nghĩ đến hậu quả. Lấy con thằng lằn chết nhát bạn. Mình không giận nữa đâu. Từ nay nếu có gì không tốt thì chúng mình phải bàn bạc góp ý với nhau, chứ không tức giận rồi nói xấu nhau. Không được chia rẽ nhau, nhớ chưa? Chúng mình cùng ly nào. Chúc mừng chúng mình là bạn tốt của nhau. Chúc mừng sinh nhật Tôm. Happy birthday. Happy birthday. Cảm ơn các bạn. Sô-cô-la nhà anh Kem ngon tuyệt vời ở mặt trời. Ba anh đi công tác mua về đó. Nhưng mà anh thấy em ăn hơi nhiều rồi đó Bông. Tại sô-cô-la ngon quá mà em không dừng ăn được. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Bông đi đánh răng lẹ lên rồi đi ngủ. Không, em không đánh răng. Đánh răng sẽ làm sô-cô-la trong miệng em trôi đi mất. Nhưng để như vậy sẽ bị sâu răng. Sâu răng thì em đi nha sĩ. Em không sợ khám răng nữa đâu.
Em ước gì được sống trong ngôi nhà toàn sô-cô-la để ăn cho thỏa thích. Sao kem đánh răng nhà anh Kem lại có màu như kem sô-cô-la vậy ta? Vị ngọt của sô-cô-la luôn nè. Ôi, sao nhìn giống kẹo sô-cô-la vậy? Wow, bạn chả đánh răng bằng sô-cô-la. Vậy những đồ dùng khác thì sao ta? Ngon quá, tất cả đều là sô-cô-la rồi. Không biết phòng khách có biến thành sô-cô-la không ta? Sô-cô-la ngon tuyệt. Mình được sống trong ngôi nhà sô-cô-la thiệt rồi. Anh Kem ơi, cho cô ơi, ra ăn sô-cô-la với em nè. Đây chắc chắn là món quà cho cô làm cho mình. Không biết hai ảnh đi đâu rồi ta. Về trễ, mình ăn hết sô-cô-la thì đáng chịu à nghe. Tivi cũng biến thành sô-cô-la rồi. Không xem phim hoạt hình cổ tích được rồi. Vậy mình ăn sô-cô-la tiếp vậy. No quá. Anh Kem ơi, cho cô ơi, ra chơi với em đi. Có khi nào anh Kem và Choco cũng biến thành sô-cô-la rồi không? Lỡ mình mê ăn quá mà ăn mất hai ảnh rồi. Nước mắt của mình cũng thành sô-cô-la rồi. Ôi, răng của mình cũng biến thành sô-cô-la rồi. Răng rụng hết rồi, làm sao nhai sô-cô-la được nữa. Sao tay mình lại cứng ngắc như vậy? Người mình sắp biến thành sô-cô-la rồi. Không, mình chỉ muốn ăn sô-cô-la thôi. Mình không muốn biến thành sô-cô-la đâu. Anh Kem ơi, cho cô ơi, cứu em với. Sẽ đánh răng thiệt sạch và không ăn nhiều sô-cô-la nữa đâu. Bảo bối điều khiển giấc mơ của bạn thật là diệu kỳ. Bạn mang đồ chơi ít thôi, để biết nít sẽ rất là dướng díu đó. Kệ đi, mình không biết nên bỏ lại cái gì hết. Đem theo hết luôn. Rồi đi thôi. Bông, em Bông cũng đi hả? Nè, làm gì mà đứng đơ ra vậy? Hai đứa lên xe đi, không xíu nữa nắng gắt á. Con cứ chọc em hoài vậy Kem? Hai đứa lại như vậy nữa rồi. Cạn lời.
lời với Kem luôn đó. Bé Bông giỏi quá à. Đưa đây, tôi xách. Bông rủ lều ra giúp mẹ nha. Hai đứa này nạnh nhau từng chút à. Hai đứa lại giúp ba với. Cũng có ít đó chứ. Con không ăn cái này đâu. Bông ơi, con có ăn cà rốt không? Dạ có. Con đổi ý rồi, con ăn cà rốt nha. Mới ăn xong đừng có nằm. Dậy dọn dẹp đi con, lát chơi. Nhìn đơn giản nhưng lại khó nhóm lửa vậy ta. Không có lửa chắc sẽ chán lắm. Giờ hai đứa đi nhặt rác xung quanh khu này của mình. Ai nhặt được đầy giỏ sớm hơn á thì mày cho tiền tiêu giặt đó. Phần thưởng của Bông đi nè. Lòng gỗ xoay tạo ra ma sát, biến thành dòng điện phát sáng cho tất cả bóng đèn mà ban nãy mình với ba Kem đã treo lên. Thấy không, họ dí nhau mà mình được loại đèn sáng á. Em chịu thua. Hai đứa nhỏ đáng yêu quá à. Quậy như giặc chứ đáng yêu gì. Bài xong rồi, buồn ngủ quá. Đi ngủ chú cô ơi, bạn tắt đèn nha. Ủa, chú cô, có chuyện gì mà bạn buồn vậy? Mình nhớ hành tinh xanh của mình quá. Không biết có ai đi tìm mình không. Không biết khi nào mình mới về nhà được đây. Hành tinh máy lưu ảnh tự động của mình sắp hư rồi. Hôm nay có sao băng nên mình nhớ nhà quá. Kem ngủ trước đi, lát nữa mình ngủ sau. Tội nghiệp cho cô. Mình hay xa ba mẹ nên mình biết. Thương cho cô quá à. Vậy nên cho cô hôm nay không ra chơi với bọn mình hả?
Không phải, hôm qua Choco thức khuya quá nên giờ vẫn chưa có dậy. Mình đã xin phép ba mẹ rồi, giờ mình muốn bàn với các bạn một chuyện. Đồng ý, cùng làm quà cho Choco. Hôm nay mẹ đã tìm cách đưa Choco ra ngoài rồi, bọn mình phải làm nhanh mới kịp. Quyết tâm. Theo lời của Choco thì từ hành tinh xanh của bạn ấy nhìn thấy sao và các hành tinh khác. Đồng ý, nhanh tay lên thôi. Choco ngoan quá, giúp mẹ đẩy xe và đi mua sắm cùng mẹ nữa. Dạ con giúp mẹ có chút xíu thôi mà. Cảm ơn Choco nha, hôm nay con đã giúp mẹ rất nhiều. Không có chi ạ, à, được giúp mẹ con cũng thấy rất vui. Con lên phòng đi, chắc giờ này Kem nó về rồi đó. Dạ. Chào mừng bạn nhé nha. Ôi, thật đẹp. Các bạn và mẹ đã tạo bất ngờ này cho mình sao? Biết cho cô nhớ nha, nên hôm nay bọn mình và ba mẹ đã bàn nhau tặng cho Choco một món quà đặc biệt. Tuy bạn chưa thể về hành tinh của mình được, nhưng hãy xem mọi người ở đây như là ngôi nhà thứ hai của bạn, được không? Cảm ơn mọi người, ba mẹ và các bạn thật tốt với mình. Trông y hệt như con đang ở hành tinh xanh vậy. Mặc dù chưa được về hành tinh xanh của mình, nhưng con rất yêu mến trái đất vì mọi người ở trái đất rất tốt với con. Và ở đây cũng có nhiều điều tuyệt vời mà con chưa từng được biết ở hành tinh của mình. Đúng rồi, mỗi hành tinh đều có những điều đặc biệt và thú vị riêng. Vì thế chúng ta, những người đang sống trên chính hành tinh của mình thì phải luôn biết trân trọng, yêu thương và bảo vệ hành tinh của mình. Đúng rồi, từ nay con sẽ ra sức bảo vệ trái đất yêu quý của mình để tất cả chúng ta được sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vậy cô biết bảo vệ trái đất là làm những gì không? Tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi mà. Con và các bạn nhỏ của con chỉ cần chăm ngoan, học giỏi nè, biết giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ thiên nhiên là đã góp phần to lớn cho việc bảo vệ trái đất rồi đó. Dạ, dạ. Này thì tụi con là được. Được. Vậy cả nhà mình chụp hình lại, để mai mốt Choco về hành tinh của bạn ấy thì sẽ nhớ đến chúng ta. Mình ngồi coi mưa sao băng được chưa? Đúng rồi, cả nhà mình cùng nhau coi mưa sao băng đi. Choco, cậu đi đâu vậy? Đừng đi mà, Choco, đừng đi. Tạm biệt Kem. Đừng đi, ở lại với mình đi Choco. Choco, Choco ơi, cậu đâu rồi Choco ơi? Cậu đừng bỏ đi nha. Không lẽ Choco bỏ đi thiệt rồi sao? Không thấy Choco đâu hết. Mình phải đi kiếm Choco ở đâu đây? Làm sao mình đến hành tinh xanh để tìm Choco được chứ? Cậu đây rồi. Cậu đi đâu về đó? Sao không nói mình biết gì hết? Hey! Cậu quên rồi hả? Đây là quà sinh nhật tặng cho bé Bông đó. Tụi mình đã bàn với nhau sẽ mua quà tặng cho bé Bông mà. Tới giờ đi mua quà cho bé Bông nè. Lỡ Choco bất ngờ đi về hành tinh xanh thì sao? Chắc đó là người ở hành tinh xanh đang tìm Choco. Mình phải đi tìm và canh chừng Choco. Nếu không người của hành tinh xanh sẽ đến đưa Choco đi về đó mất.
mỗi người giữ một thứ vũ khí này để tự vệ nha. Đề phòng bọn người xấu ở hành tinh bóng đen, như là bọn bọ khỉ, tấn công bất ngờ. Em biết chuyện gì nguy hiểm hả Choco? Mấy ngày nay em cảm giác có người nào đó theo dõi em. Luôn có ánh mắt nào đó nhìn theo em. Em sợ là bọn bọ khỉ muốn làm chuyện xấu đó. Mình hiểu rồi, cho nên cậu mới đưa cho tụi mình những thứ vũ khí này. Để nếu có kẻ xấu nào xuất hiện thì tụi mình có thể chống lại, đúng không? Tụi mình không sợ bọn bọ khỉ. Nếu bọn chúng xuất hiện, tụi mình nhất định sẽ đánh cho tụi nó tơi bời. Đúng rồi. Kim sao vậy? Bạn sợ hả? Đừng sợ, tụi mình cùng hợp sức lại thì bọn bọ khỉ sẽ phải sợ thôi. Mình đang suy... Đâu mà ra đây? Con xin lỗi mẹ. Con lấy tiền đó mua đồ chơi và kẹo sô-cô-la để tặng cho Choco đó mẹ. Tại sao cậu phải mua quà cho mình? Nhân dịp gì mà con mua quà cho Choco? Nói cho mẹ nghe coi. Thưa thủ lãnh hành tinh xanh, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để trở về hành tinh xanh ạ. Con lo lắng Choco sẽ bất ngờ quay về hành tinh xanh, nên con mua quà tặng sẵn cho Choco để làm kỷ niệm đó mẹ. Con yêu quý Choco là rất tốt, nhưng con không nên quá lo xa về chuyện Choco sẽ quay về hành tinh xanh. Nếu quay về hành tinh xanh, Choco nhất định sẽ nói cho ba mẹ và con biết mà. Con và Choco chỉ cần mỗi ngày ở bên nhau đều vui vẻ, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau là tốt rồi. Đừng lo xa nữa nha con. Cho dù mình có về hành tinh xanh thì mình vẫn quay lại thăm cậu và các bạn mà. Mình sẽ không bỏ đi luôn đâu. Yeah. Đẹp quá, thật đi chơi. Hoa này ở đâu ra vậy? Là anh Choco. Anh tặng em hoa này hả? Hoa gì đẹp quá anh. Là bồ công anh đó, em có thích không? Dạ, em thích lắm. Thấy em buồn quá nên anh gom qua bồ công anh lại tặng em. Cảm ơn anh Choco. Em sẽ mang về nhà và trồng nó. Tuyệt quá. Qua bồ công anh của mình, sống mãi, đẹp mãi nhé. Niềm vui của mình. Ôi không, sao nó lại héo như vậy? Hay là em tưới nhiều nước quá? Chú cô à, Bông, vào ăn cơm. Tối rồi tụi con ơi. Em mà không chịu ăn uống gì thì em sẽ héo như cái hoa đó, nghe chưa? Em tên là Bông, không nhớ hả? Anh kem kỳ cục, em đang buồn còn ghẹo em. Em không thèm chơi với anh nữa. Hoa nở rồi hoa tàn, em muốn hoa tươi hoài, đâu có được. Không ấy, em chơi hoa giả đi. À, Bông ăn cơm đi. Anh có cách làm cho hoa bồ công anh sống lại rồi. Ta da, đây là bình xịt tăng trưởng thần kỳ cho hoa. Ôi, nó sống lại rồi. Sao vậy? Bạn bệnh hả? Không! Anh Choco ơi! Anh Kem ơi! Anh Choco ơi! Cứu bồ công anh cho em! Cứu! Không! Bồ công anh ơi!
Thôi em đừng buồn nữa. Bình xịt tăng trưởng của Choco có tác dụng, nhưng hoa nở rồi lại tàn, chuyện đó bình thường mà. Tại anh kem hết. Anh làm bạn em biến mất bồ công anh của em. Bé Bông, em không biết là bồ công anh đang thực hiện một sứ mệnh sao? Sứ mệnh gì? Sứ mệnh giao sự sống khắp muôn nơi. Rồi nơi này sẽ có người thực hiện sứ mệnh đó. Sẽ có thêm bồ công anh mới. Và chúng ta lại có những người bạn mới. Thì ra quy luật là như vậy. Bạn hãy thực hiện sứ mệnh của mình đi. Mình sẽ ở đây. Hẹn gặp lại. Qua bồ công anh. Ê, vui quá đi. Xem mình trượt nè. Thấy mình đây. Ta là siêu nhân Patin biến hình. Mình cũng muốn được Patin điệu nghệ như mấy ảnh. Wow, Choco giỏi quá. Hay quá. Choco đỉnh thiệt đó. Mới tập mà đã được giỏi rồi. Em cũng làm được. Ôi, cái giày trượt này nó không nghe lời em. Cứu em với. Phải cứu Bông thôi. Anh hùng tôm sumo, hành động. Wow, anh tôm đã cứu em sao? Anh là siêu nhân sao? Em mới tập thì phải có người trượt cùng. Đừng trượt một mình, nguy hiểm lắm đó. May quá, tôm đã đổi được Bông. Bông mà có chuyện gì, chắc gì Kem không cho Bông lên chơi với tụi mình nữa. Tất cả là nhờ anh Tôm Sumo. Anh đúng là anh hùng đi cứu người như trên phim á. Thiệt hả? À, nhưng mà đâu có gì đâu. Được khen thích thiệt. Làm anh hùng đã ghê. Mình muốn làm anh hùng nữa. Hai bạn hãy nghĩ cách giúp mình đi. Cách nào đây? Thì làm cách nào để Bông gặp nguy hiểm, để mình xông lên giúp đỡ đó. Ừ, được rồi. Chuyện đó có khó gì đâu. Bạn chó kia, anh cướp kem của mình sao? Và gan dạ, em cảm ơn anh. Tôm đá vào đầu mình đau quá. Mình không giúp tôm nữa đâu. Thôi được rồi, để mình ra tay. Con sâu. Con sâu kia, dám dọa em ông sợ hả sao? Trời ơi, con sâu này là mình ngứa quá. Dạ, em sợ lắm. Nhưng thật may là có anh Tôm siêu nhân. Em cảm ơn anh thêm lần nữa nha. Cho mình xin lỗi đi. Hai bạn đừng giận mình nữa. Giúp mình thêm một lần nữa đi. Mai em Bông về dưới quê mất tiêu rồi. Mình đâu còn cơ hội để làm anh hùng cứu Bông nữa. Được rồi, để mình nghĩ cách. Lần này nữa thôi nha. Mình sẵn sàng làm anh hùng rồi đây. Con gián. Thì ra anh hùng tôm sợ gián. Ai biểu làm anh hùng mà không trung thực. Là sao vậy anh Kem? Tôm muốn được em khen là anh hùng nên kêu anh với Choco làm đủ trò để tôm thể hiện đó. Chắc em không còn coi anh là anh hùng nữa rồi. Từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa. Anh Tôm đừng buồn. Lần sau đừng như vậy nữa nha. Chỉ cần anh luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn, thì anh